dân phục. Sao ai cũng thấy tổn áp lực, công việc làm thì không ngơi nghỉ, sức ngõ ai cũng muốn rộng tiền. Chuyện của công ty đủ thế đó, nếu vui thì chẳng có làm sao. Thành công thì phải cười từ chớ, có tính thế sợ sức ơi. Nếu đã đến trường biết bao người, tôi tin điều gì sẽ tốt hơn. Sếp nói nhân viên lắng nghe nào, ở hay ai nào đâu lên tiếng. Nơi đây công việc luôn nghiêm túc, nơi đây tinh thần luôn vững tin. Không ai chưa từng khó khăn nào, tương lai mong thành công sẽ đến. Nơi đây công việc luôn nghiêm túc, nơi đây tinh thần luôn vững tin. Không ai chưa từng khó khăn nào, vì tương đây con, bà làm nước chanh ngon lắm nè, uống miếng đi. Là con đang bận làm chuyện lắm, để cho con tập trung chút. Tập trung cái gì tập trung, nhưng mà phải giữ sức khỏe chứ. Nghe lời ba đi, uống miếng đi. Giỏi. Rồi đó, con uống rồi đó. Đã. Đó, làm gì làm, phải giữ sức khỏe chứ. Con uống vậy là bà vui rồi đó. Con ơi, tự nhiên cái ba thèm mà gà hầm sâm quá. Tối nay đi ăn với ba nghe. Dạ. Con, mấy đứa nhân viên ở chỗ văn phòng con đó, bà thấy đứa nào cũng dễ thương hết, đẹp, hiền nữa. Con bớt khó tính lại với tụi nó nha. Con cởi mở tụi nó, ba nghĩ là cái làm như vậy thì công việc sẽ tốt hơn nữa con. Ha. Dạ. Và bữa nay con đổi tính, con dễ ghê, ba nói vậy con cũng nghe, vậy ba vui rồi đó. Hồi sẵn đây ba có đề nghị luôn nha. Tối mình ăn cơm chung với nhau. Ba nghĩ như vậy á, nó mới có cái không khí ấm áp của gia đình. Chứ nhiều khi ở nhà có mình cái ba buồn, ba thui thủi, ba bỏ cơm hoài. Vậy nha con. Dạ. Vậy là ba chịu rồi đó. Thôi giờ về đi. Bữa nay mình không ra tiệm ăn nữa. Ba sẽ đi siêu thị, ba nấu bữa cơm thiệt ngon, hai cha con mình ăn nha. Nha. Dạ dạ. Rồi, thôi để ba vô. Ba sửa soạn ba đi. Lấy giỏ rồi chứ. Alo, dạ em nghe nè. Dạ, em gửi rồi á, anh chép mail giùm em nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Dạ, hẹn gặp lại anh. Dạ. Hai. Dạ. Ủa, con tính đi đâu vậy? Ủa, ba đi đâu vậy? Dạ, ba đi siêu thị. Ba đi siêu thị làm chi? Ba mới nói con là ba đi chợ về nấu ăn, hai cha con mình ăn tối nay. Thôi, con mình ba ăn cơm mà, ba đi ra ngoài ăn đi, đi siêu thị làm chi rồi bà vẽ nấu nướng cực ba lắm. Ủa, nói gì kỳ vậy? Nãy ba con mình thống nhất rồi mà. Ủa, thống nhất gì? Thống nhất là ba đi siêu thị về đây nấu cơm, mỗi bữa tối mình ăn cơm tối nhà. Chứ giờ con... không có. Bây giờ con đi công chuyện rồi, con đi gặp khách hàng rồi, con mời khách hàng ăn tối luôn. Bà cứ đi ăn đi, rồi cái thẻ con để ở trên cái bàn trong phòng á, rồi bà cứ lấy bà xài nha. Ủa? Bà nhớ mua cái gì, ba đi ăn một cái món gì đó ngon thì là ngon, bổ thì là bổ, để tẩm bổ cho ba nha ba. Trời. Con đi nha ba, con yêu ba nhất trên đời thế giới luôn. Ủa, nói vậy rồi không ở nhà ăn cơm hả? Trời đất ơi, nhỏ đi. Vậy là nãy giờ mình nói chuyện với nó không có cái chữ nào mà còn giữ ở trong đầu nó hết trơn á. Trời ơi, thiệt tình.
gửi lại rồi. Ôi, cà phê không có đủ đắng gì hết trơn. Kiếm chuyện với tôi không à. Ly cà phê này em đâu có bỏ đường đâu mà biểu không đủ đắng. Vậy đó mà thấy cảm nhận là không đủ đắng. Hiểu rồi, nhìn phớt qua là em hiểu rồi. Sao có chuyện gì mà đắng lòng phải không? Tình yêu là không có rồi. Không có vậy là già rồi. Yêu đương gì sao gãi đúng chỗ ngứa vậy trời. Thấy chưa, mới nói mà ở nè. Công ty này ai bằng chị Hồn Nhiên về tâm lý đây ha? Nên anh cứ yên tâm cho, cứ nó buồn anh qua bên đây rồi em xử lý cho. Hồi đó tới giờ thì cô Nhiên cũng biết rồi đó. Dạ. Tôi là người đàn ông đơn thân. Dạ nuôi biết con, chị biết. Rồi nó thành đạt. Dạ đúng rồi. Rồi nó cũng làm được chuyện này chuyện kia. Nhưng vậy rồi cái quá. Cái sự quan hệ xã hội rồi đối với người trong người ngoài, con tôi nó chu toàn lắm. Tốt quá. Thành ra về phía tôi thì hiểu luôn. Nhìn nụ cười này là hiểu luôn. Ôi anh ơi, cái này là gọi là tâm sự chung của những cái người mà lớn tuổi. Trời ơi, bây giờ tụi trẻ từ cái bằng là tụi nó sống cho bản thân, sống cho sự nghiệp nó rất là nhiều. Đó mà bây giờ công việc á, hàng ngày thì nó cũng quá nhiều đi. Tụi nó tin rằng ở nhà có cha có mẹ, đúng không? Chờ đợi mình là cha mẹ muôn muôn đời là vẫn yêu mình. Nên nó quên, quên cái trách nhiệm là phải nuôi dưỡng cái tình yêu đó. Đó, đó con một mà. Cái nó nghĩ nằm giữa không mất phần mệt. Mà nói đi nói lại là con của anh á, tôi không biết con trai con gái, nhưng mà nó cũng là một đứa bất hiếu. Không, nhưng nên mà nên là tại cũng phải thương yêu cha mẹ nó, của mình. Tại vì nó bận công chuyện nhiều quá thì mình đó, phải thông cảm thôi. Sắp xếp được hết á anh. Cái khổ nhất là khổ lỗi tại anh. Thì ra chị đang nói với chú nỗi khổ của chú là con cái không quan tâm lo lắng. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là mình nói sếp hả? Sếp nè. Không phải. Ý của em nói là sếp ở đây là sếp ít á, là sếp sắp xếp á, sắp xếp thời gian. Ý là nói là con của chú không có sắp xếp thời gian chăm sóc chú đúng không? Vậy hả? Dạ. Trời ơi, sắp xếp thời gian là được hết á. Chung quy cái này là cái gì? Là cái tội bất hiếu thôi. Ủa mà con của chú hay con chị mà sao thấy chị phẫn nộ quá vậy? Con của chú. Mà giận rung sao vậy hả? Thì giận rung chứ. Trời giận giùm. Là nãy giờ là coi như nhẹ nhàng rồi đó. Thôi chắc ly cà phê này uống thành ngọt rồi đó. Ngọt không chứ, sao nè. Ngọt chứ. Tôi ra ngoài đang tôi còn làm nhiệm vụ để coi xe, coi cổng nha. Cảm ơn con Nhiên nha. Rồi không có gì đâu. Cảm ơn con Chiên nha. Dạ. Ly cà phê này giờ là chất lượng khác rồi. Rồi thôi có gì cứ vô tâm sự đi. Em luôn luôn ủng hộ anh. Ôi hay quá, bưng ly cà phê đắng tới cho chị. Chị nói một hồi không cần bỏ đường, ngọt liền. Thì bởi vậy, bỏ ra cái tài của chị, cái tài biến hóa của chị. Em đó. Biết, em biết chị rất là có nhiều tài. Nhưng mà em nhắc chị nè, cái gì cũng vừa vừa thôi. Ha, con người ta chứ không phải con mình nha. Chị có biết con chú Thiện là ai không mà chị giận như vậy hả? Chị nói thiệt em mai là chị không biết. Chị mà biết á, chị chạy lại tận nhà, chị dây cho tận mặt. Em nói cho chị biết nè, con của chú Thiện á, ở... Cái gì vậy? Sếp đâu có gì đâu. Vui. Chị lui về sau đi. Em nói chuyện với kế toán em chút. Ủa có chuyện vui hả sếp? Vui lắm. Dạ. Tôi kêu anh đi làm gì mà tại sao bây giờ anh đứng ở trong căng tin này để anh bà tám vậy? Hả? Anh có biết là anh đang ăn cắp cái quỹ thời gian của công ty không? Mà làm như vậy là ảnh hưởng tới chính sách của công ty. Chính sách của công ty là gì? Tiết kiệm là ti sách. Đây nè, em nói sếp thương là không phải em rảnh xuống đây đâu. Tức là mỗi ngày mình tiết kiệm cho công ty đó, lấy cái ly không xuống đây để xin một chút trà dư, một chút cà phê cặn của chị Nhiên uống để tiết kiệm. Chứ đọc cho con đâu có rảnh mà xuống đây đúng không chị Nhiên? Đúng rồi. Rồi anh đi làm công chuyện tôi giao cho. Dạ đi chứ, dạ đi, dạ dạ. Nhưng mà chị Nhiên, giờ mình bình tĩnh lại. Cái chuyện con cái nhà người ta không có liên quan gì hết. Không nói nữa nha, bỏ qua nha chị nha. Dạ hay đi. Chuyện nhà người ta cũng bụng chi. Thiệt tình, lo gì lo bò trắng răng, mệt. Đâu có chuyện gì vậy? Dạ đâu có chuyện gì. Chuyện gì mà em thấy chị rất là bức xúc luôn á. Em đi từ đằng xa là em đã nghe tiếng chị rồi. Trời ơi, sếp ơi, sếp không biết chứ. Mấy cái chuyện này nó
rầm ở trong xã hội đó. Trời ơi, tới đây người ta nói gì tôi chỉ nói lại thôi. Chứ nào ngay á thì tôi cũng bực mấy cái đứa đó. Đứa nào? Mấy cái đứa con bất hiếu đó sếp. Là sao? Bây giờ tụi nó chỉ lo công danh sự nghiệp không à, lo cho tụi nó không à, đi về cứ lo vô nằm nghỉ, rồi mở mắt dậy thì nghĩ đến công việc, đến công ty, không thì yêu đương, thấy không? Đó nên cha mẹ có bệnh hoạn hay là có buồn hay có tâm sự gì là không bao giờ lại để ý mấy tới. Đứa này là tệ quá chị. Đúng sếp, đúng sếp, quá tệ luôn. Làm ăn thành công mà vậy là không được. Đúng rồi, quên ông bà mình dạy là chữ hiếu là chữ đi đâu. Ba mẹ nuôi mình bao nhiêu năm rồi, bây giờ già yếu bệnh tật rồi mà không báo hiếu được một chữ. Trời ơi em thiệt, mấy đứa đó không phải con em, chứ phải con em là bầm mình với em. Biết con chú Thiện là ai thôi chứ tôi biết con chú Thiện là ai thì có tôi lỡ tôi chửi ngay mặt nó luôn. Nói cho nó biết như thế nào mới là đạo làm con. Ủa là nãy giờ chị đang nói chú Thiện hả? Chứ còn gì nữa. Ai nói cho chị nghe những cái chuyện này? Không cần nói, chứng kiến. Trời ơi sếp ơi, sếp phải chứng kiến cái nét mặt của chú Thiện buồn như thế nào. Uống nước không nổi, trời ăn cơm cũng không nổi, nói cái gì cũng đắng. Hỏi đắng gì đắng lòng mà không đắng từ lòng tới tim. Sếp không thấy vậy, sếp thấy sếp rớt mắt luôn. Tôi nói thiệt, cái con của cô chú chú Thiện, tôi biết bữa ngày tôi rảnh là tôi lại nhà tôi chửi ngay mặt nó luôn. Sao vậy? Sao vậy sếp? Bị gì? Em bức xúc cùng với chị đó. Đúng rồi. Em không chịu nổi rồi. Đúng rồi. Sếp ơi, trời ơi, phải công nhận nha, cái tài ăn nói của mình dễ sợ, tuy rằng mình có đơm đặc thiệt nhưng mà nó cũng lay động lòng người. Ôi, lâu lâu mới thấy sếp ta nay cùng tư tưởng với mình. Trời ơi, làm có một ly cà phê mà lâu rồi đông khách không biết làm sao. Chị Nhiên. Ủa chú. Chị Nhiên đâu rồi chú? Làm ly cà phê cho tôi. Con nhìn cái ánh mắt của chú là con biết thật ra tội nghiệp sếp nữ lắm. Con mới vừa đi làm một cái chuyện cho sếp nữ nè. Sếp nữ nhờ con đi book một cái nhà hàng, một lấy một cái phòng riêng ấm cúng dành cho người lớn tuổi phải sang trọng ha. Rồi con thấy sếp á, nói là sếp sẽ đặt hàng ở nước ngoài về những cái hàng như là cao ngựa, cao hổ cốt, cao cái nói chung cái gì cũng cao trơn á, cho người cao tuổi đó chú đó. Và nói rằng sếp nữ còn nói là đây là một người quan trọng nhất cuộc đời của tôi, nên là anh phải làm sao để cho nó hoàn hảo nhất. Là chú chứ còn ai nữa chú thấy không? Dạ. Thành ra nhiều khi con nói chú nghe nè, con với sếp nữ không có hợp nhau, con nói thiệt. Nhiều khi trong công ty này con không có bằng lòng, nhưng về cái đạo làm con thì con thấy sếp nữ tốt nha. Con thấy là trăn trở rồi lo lắng cho chú rất là nhiều. Cho nên con nói chú nghe nè, cái gì cũng vậy hết, chú nghĩ thoáng hơn một chút đó. Rồi chú thoải mái lên, chú vui vẻ hơn. Rồi nhiều khi tụi con đi vô làm nè, rồi tụi con gặp chú rồi chú cũng bớt khó khăn lại để tụi con nhờ chú, đúng không? Chứ thì chú cứ buồn bực hoài tụi con cũng sợ lắm. Hiểu. Dạ. Chú hiểu rồi. Cảm ơn con nha. Vậy chú hiểu rồi nha chú nha. Dạ. Thế cha chị Nhiên với đâu rồi ta? Chú, bây giờ con để cái ly đây. Ha, một hồi mà chị Nhiên lên nói làm đầy ly cà phê cho con. Chú con lên con lấy nha chú. Trời ơi thiệt tình luôn á, trễ giờ làm gì có con rồi. Vậy là con mình cũng thương mình đó chứ. Trời, cái ly cà phê có chưa cô Nhiên? Có rồi, đây. Trời ơi. Đi hái cà phê rồi rang xay rồi lượt nữa phải không? Không phải. Trời ơi, làm cà phê cho anh á thì phải làm cho thiệt là kỹ. Nè, cậu Chuyên gửi cái ly chút xíu, làm ly cà phê đầy dùm. Dạ, dạ rồi, cậu dạ xuống rồi, cậu lấy. Ơi, bữa nay thấy tâm tình anh có vẻ khỏe á. Thấy vui vẻ rồi. Trời ơi, cái đứa con mà trời đánh thánh năm của anh đó, rồi bữa nay nó đỡ chưa? Cô nói gì kỳ vậy? Thì đứa con bất hiếu là đứa con trời đánh thánh đâm chứ gì. Nè, cô nói như vậy là tôi không có chịu đâu nha. Ủa sao vậy? Vừa phải thôi, con của tôi mà là ruột thịt của tôi, nấm ruột của tôi, mà cô nói gì kỳ cục vậy? Thì giờ nó bất hiếu quá, thì nó đối xử với anh không tốt, thì em binh anh mà. Binh cái gì? Nè, tôi nói cho cô biết nha, từ rày về sau cô đừng có cái luận điệu đó, nghe chưa? Mà tôi cũng nói cho cô biết, từ rày về sau tôi không uống ly cà phê của cô nữa. Cô uống luôn đi. Hả? Nha.
cái công ty này tánh ai cũng kỳ cục, lên lên xuống xuống y chang như bà ma nữ. Cho ta tốt hơn.